Phía trước kia của mình hàm mã. Hàm mã nè. Ôi, cái gì vậy? Hippopotamus. Chấn động luôn. Wow, bự chưa? À, nó lớn rồi. Ui, đó. Hippo. Hàm mã con. Hippo. Ủa sao hàm mã con bự y chang ba luôn. Con vậy bên này là con của nó hết rồi. Con to nhất là con đầu. Ôi, nó gọi là con gì hippo hippo. It's hippo for short. Hippo. Con này là gì? Ponies, no horses. Yeah. Này đi xa luôn á, này đi xe mà nó xa vậy. Bỏ đi nổi. Ôi cá rồi. Giờ đây của mình là thủy cung tranh thủ xuống xem một ít rồi đi tiếp.